Lộ clip 4 phút, quan chức 9 lần nhận hối lộ. Tham quan hối lộ ngày nay không phải là điều gì xa lạ, nhưng mà video quay lại được cảnh đang hối lộ thì quả thật là hiếm có. Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy quá trình nhận hối lộ nhiều lần của một quan chức Trung Quốc. Người đàn ông nhận hối lộ trong video là Đới Hải Thanh, thư ký văn phòng tiểu khu Hoành Cương, quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến. Trong đoạn video dài 4 phút do người tố giác tung ra, có 9 vị khách xuất hiện. Một số đưa phong bì hối lộ cho anh thư ký, còn một số thì bỏ những vật phẩm đút lót vào tài liệu. Đới Hải Thanh nhiều lần từ chối cho lấy lệ, rồi bỏ hết tất cả đồ hối lộ nhận được vào ngăn kéo tủ. Theo nội dung đính kèm trên video, thì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật quận Long Cương đã đưa ra thông báo cho biết họ đang điều tra các hành vi vi phạm kỷ luật do cư dân mạng báo cáo. Còn người đàn ông bí mật quay video sau đó tung lên mạng thì hiện đang được tại ngoại chờ xét xử vì tội quay video bí mật. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận dưới video như sau. Đúng là 10 quan chức thì có 9 người tham nhũng. Anh thư ký cầm tiền về cho thiếu gia đi du học, gia đình được hưởng cuộc sống sung túc, thật là cảm động mà. Tối ngày 25 tháng 1 trước đó, đài truyền hình Hải Nam cũng đã phát sóng một bộ phim đặc biệt về chủ đề chống tham nhũng. Trong số đó có bà Tôn Dĩnh, của Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Thị trường tỉnh Hải Nam. Bà Tôn từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch, Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao tỉnh Hải Nam. Bộ phim tiết lộ rằng bà Tôn sở hữu nhiều bất động sản đứng tên mình. Tại nơi khám xét, các nhà điều tra còn phát hiện ra một chiếc máy chạy bộ tưởng chừng như rất bình thường, nhưng bên trong lại chứa các thỏi vàng được bọc kỹ càng. Những thỏi vàng này là tiền hối lộ mà bà Tôn Dĩnh đã nhận, được nấu chảy và đúc lại rồi giấu trong máy chạy bộ. Việc quan chức Trung Quốc nhận hối lộ không còn là chuyện mới mẻ. Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã xử lý gần 5 triệu quan chức các cấp. Nhà bình luận thời sự Lam Thuật nhận xét, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc là càng chống càng tham nhũng, không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc xem như đứng trên luật pháp, dẫn đến tham nhũng mang tính thể chế. Do tất cả các quan chức đều vượt trên luật pháp, họ không bị ràng buộc bởi luật pháp. Ngoài ra, hệ thống bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự của chính quyền Trung Quốc cũng dẫn đến tình trạng tham nhũng mang tính thể chế. Mỗi quan chức cấp dưới do quan chức cấp trên bổ nhiệm, vì vậy những quan chức này tham nhũng từ trên xuống dưới. Các mối quan hệ phức tạp cũng sinh sôi nhiều vấn đề hủ bại.